Sau đây là kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1-1. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1-9-8. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5801, 7352, 6767. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4405. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 84526, 04878, 21693, 33254, 79081, 53167, 81244. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 04029, 01746. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 28765. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 63962. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 741976. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 741976.